Hello, xin chào mọi người đến với channel mình và mình là Frankie What. Ê, why? Hôm nay mình sẽ chơi cái sumo BB. Hôm trước thì mình đã chơi với nó và nó đã nói là nó BB hơn mình. Thậm chí là nó chấp mình, thực ra là mình chấp nó. Ok, và hôm nay mình sẽ chứng minh các bạn đứa nào hơn, BB hơn nhá. Thì nó là dùng máy mình nên nó tên Frankie chip thôi chứ, thực ra mình tên Frankie chip. Ok, cấm cho mất dạy. Ok, thì chỉ là một ván quyết định. Một ván quyết định thôi, mình không biết bao nhiêu phút. Nhưng mà chỉ một hit, một chết. Nhưng mà nếu mà các bạn cố tình vì lý do gì đó rớt xuống này không tính nhá. Ok, mà chạy, chạy và chạy. Ok, thì nó đã bị, nó cố tình thì nó lên lại và chơi. Đứng ở giữa mày, đứng giữa đứng hai bên. Một, hai, ba. Ủa sao kỹ? Ủa trời, kẹo mua mày sẽ chết. Đó, thì đây là kinh nghiệm của mình. Thì mình cứ chạy. Thì các bạn có thể thấy cái khúc mở đầu thì mình đã để một cái khúc là mình combat một thằng game thủ chị Châu có tên là Mai Đức Cống và rất là ngu người. Oh shit. Mày ơ, mày thích cái BB thế nào à? Ê mày, bây giờ thì mới chạy người combat đánh nhau thẳng luôn nha. Ok. Oh shit. Trời ơi chết. Oh shit. Thì cái khúc mà combat đó là mình cực kỳ không hiểu sao combat mình vẫn luôn chỉ có hai cái mà nó cái thằng game thủ đó nó bị bay ra khỏi sân và không hiểu sao bây giờ mình không kịp bắt thằng lùi này được. Tích con khỉ. Trời. Tưởng mày là ai? Thuyền trưởng à? Mày biết tao là người hay xây tàu không? Mày tao khỏe mày không? Hai phút trôi qua mà trận chưa xong. Chứ nó thua. Ủa nó chưa chết à? Mày định đưa nó mày. Mày chơi tao à? Lúc này thằng này được 3 phút trôi qua và chưa đứa nào thua hay thắng. 5 phút là hết một trận nha, nếu mà chưa ai thua thắng là hời nha. Còn 2 phút nữa thôi. Bởi vì đây là quan hệ con kêu mà mình muốn chứng tỏ các bạn là mình hơn nó. Vì hôm trước mình đã chấp. Tao mới thua một thằng như mày đâu. Mày chuyển đến BBB bình thường ấy. Không, tao sợ cái chân à. Sao lâu vậy ta? Sao không được vậy ta? Mày chết với tao. Mày chết với tao. Xuyên khỉ. No. Một combat là mình đã thắng với tỷ số 1-0. Trò thích nữa là mình thua bởi vì còn đây là 4 phút 7-8 giây rồi. Thêm mình đã chứng minh được cho nó là mình hơn nó bởi vì hơn nó. Ok, và nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy đăng ký cho Lu để nó được 20.000 sub, à là 100.000 sub là được nút play bạc. Ok, và bye bye. Ê, chó. Thích BB mày không? Chó, BB này không?